Trung Kỳ, President of Samsung Vina Electronic Company. Quý vị thân mến, hãy dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa để cùng chào đón sự xuất hiện của ông Kim Trung Kỳ, Tổng giám đốc công ty điện tử Samsung Vina. Xin mời tất cả quý vị cùng chào đón sự xuất hiện của ông Lê Khôi Nguyên, Giám đốc chiến lược sản phẩm ngành hàng thiết bị di động công ty điện tử Samsung Vina. Xin trân trọng kính mời ông. Với Galaxy A8 và A8 Plus, chúng tôi đã được trang bị công nghệ màn hình tràn viền lên thiết bị, vì thế người tiêu dùng có thể tận hưởng được những khi đọc báo, xem phim hay là lướt web, có thể tận hưởng được toàn bộ màn hình mà không phải hy sinh kích thước vật lý của nó, và nó vẫn nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Có thể nói thiết kế cao cấp là điểm mạnh của Galaxy A. Thế nhưng camera cũng chính là một điểm vô cùng quan trọng. Với Galaxy A8 và A8 Plus, đây là bộ đôi sản phẩm đầu tiên chúng tôi trang bị lên camera selfie kép. Và với camera selfie kép này, Galaxy A8 và A8 Plus có thể thực hiện được những bức ảnh tuyệt vời. Camera của Galaxy A8 và A8 Plus selfie kép hoạt động cùng một lúc, vì thế nó có thể tạo nên hiệu ứng xóa phông chân thực với tính năng chế độ lấy nét tự động được tích hợp sẵn trên máy, tính năng kháng nước và bụi IP68. Vì vậy, người tiêu dùng không cần phải lo ngại trong những môi trường khác nhau mà có thể tha hồ selfie tạo ra những tấm ảnh tuyệt vời nhất. Và đôi khi chúng ta selfie, chúng ta lại do dự về bộ nhớ của máy. Vì thế, Galaxy A8 và A8 Plus được trang bị khe thẻ nhớ được hỗ trợ lên đến 256GB, và khe thẻ nhớ này được hoạt động độc lập với khe SIM. Vì thế, người tiêu dùng tha hồ trải nghiệm sản phẩm Galaxy A8 và A8 Plus. Một điều đặc biệt trên dòng Galaxy A năm nay đó chính là hỗ trợ được hệ sinh thái của Samsung. Galaxy A8 và A8 Plus có khả năng hỗ trợ những thiết bị đeo được của Samsung như Gear, S3, Gear Fit, Gear VR, Gear 360. Và đặc biệt nhất đó chính là Galaxy A được hỗ trợ Samsung Pay, tính năng thanh toán thời thượng ngày hôm nay. Chúng tôi tin rằng Galaxy A sẽ mang đến những hài lòng tuyệt vời nhất đối với người tiêu dùng. Và đây chính là những cấu hình cụ thể mạnh mẽ của Galaxy A8 và A8 Plus. Và đặc biệt nhất, Galaxy A8 Plus được trang bị cấu hình tối tân với bộ nhớ trong 64GB và RAM 6GB. Có thể nói đây là cấu hình tuyệt vời nhất chúng tôi mang đến dòng Galaxy A8 và A8 Plus. Ba màu chính thức có bán tại Việt Nam đó chính là đen thạch tanh, vàng ánh kim và tím bạc. Và những màu sắc này có thể đáp ứng được những nhu cầu khác nhau của giới trẻ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bộ đôi Galaxy A8 và A8 Plus có giá bán lẻ lần lượt là 13.490.000 đồng cho Galaxy A8 Plus và Galaxy A8 là 10.990.000 đồng. Và sản phẩm này sẽ chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam từ ngày 6 tháng Giêng sắp tới đây. Và cho tất cả những người tiêu dùng đặt hàng này từ ngày mai, chúng ta sẽ có những bộ quà pre-order tại tất cả các đại lý trên toàn quốc. Phá vỡ giới hạn. Phá giới hạn khẳng định trước tôi, Samsung Galaxy A8, A8 Plus mới đặt trước ngày hôm nay. Gear Fit 2 Pro. Chiếc vòng đeo tay thông minh này có thể đầu tư tự tin là đây là thiết bị có thể mang lại đồng hành cùng tất cả các người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Gear Fit 2 Pro được hỗ trợ chuẩn kháng nước 5 ATM. Chúng ta có thể nhìn vào bảng so sánh bên đây, có thể sự khác biệt giữa chuẩn kháng nước IP68 và chuẩn kháng nước 5 ATM. Với chuẩn IP68 thì thiết bị có thể kháng nước ở độ sâu 1.5m, nhưng với chuẩn kháng nước 5 ATM, Gear Fit 2 Pro có thể hỗ trợ được dưới độ sâu 50m trong điều kiện nước tĩnh lặng. Vì vậy, Gear Fit 2 Pro chúng ta có thể an tâm sử dụng trong những môi trường nước khắc nghiệt như những vùng nước nông hay là nước sóng nhẹ. Và ứng dụng Speedo trên Galaxy Gear Fit 2 Pro có thể dành cho đặc biệt cho những người sử dụng bơi lội. Người dùng có thể theo dõi được quá trình bơi của mình như thời gian bơi, vòng bơi, calorie tiêu thụ khi bơi và những thông số khác. Đặc biệt hơn, dây đeo của Gear Fit 2 Pro lần này sẽ được nâng cấp và chắc chắn hơn, phù hợp hơn cho chúng ta khi sử dụng trong hoạt động thể thao. Gear Fit 2 Pro
được bán tại thị trường Việt Nam với giá bán lẻ chính thức là 4.190.000 đồng. Và sản phẩm này cũng sẽ cùng với bộ đôi Galaxy A8 và A8 Plus có mặt tại thị trường Việt Nam từ ngày 6 tháng 1 tới đây. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được chia sẻ cánh cửa của khu trải nghiệm của chúng ta đang được mở ra. Và xin mời tất cả quý vị, chúng ta đang ngồi tại dãy bàn giữa sẽ tiến vào khu vực trải nghiệm. Và tiếp theo sẽ là tất cả những quý vị, chúng tôi sẽ cùng với quý vị trải nghiệm những tính năng vô cùng tuyệt vời của sản phẩm mới của Samsung. Thank you.